thế là chị ơi dụng. Cái điều mà thằng ấy hay nhất á là chúng ta không có mình chờ vào một sự thương hại gì đó, mà đây là họ đến đây để chiến đấu bằng giọng hát, để mang về cho người thân mình những món quà. Khi mà họ hát lên những cái giải thưởng mà họ nhận được á thì rất là xứng đáng. Anh không đi về, người yêu đi tìm đâu. Cái điều mà Vinh ngưỡng mộ ở bạn ngày hôm nay đó là bạn đã mang một cái thông điệp mà hết sức là ý nghĩa. Bạn đã giúp đỡ một cái hoàn cảnh rất là đáng thương khác. Bé Khải thì sinh năm 2010. Em bị ung thư ruột. Bữa nó vô nhập viện đây nó chưa ăn cơm gì lần nào. Chị ăn vô là ói ra, bác sĩ bị ngưng để theo dõi. Người chơi họ đến đây, họ cất cao tiếng hát không phải vì ước mơ của riêng họ mà vì những người mà họ thực sự yêu thương. Bài hát này nó nói lên cái tâm tư của em, cái niềm khát khao tôi muốn về nhà, tại vì không có đâu bằng nhà mình hết, về nhà là có tất cả. Đón xem tập 10 Hát mãi ước mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 28 tháng 6 trên kênh HTV7.